thôi, em chọc sữa cho chị uống nha. Mình vẫn phải thử nào. Không ngon tí nào luôn đấy, đúng rồi. Đắng lắm. Ôi, em nói đúng ấy, cà phê đắng lắm. Thế mà tại sao bố chị với ông chị ngày nào cũng uống cũng khen ngon là trời. Đưa đây, đưa đây. Ui giời, đúng rồi, chúng ta chỉ nên uống sữa thôi. Hôm nay vừa chưa nhỉ. Phải đậy vào, quên hết nó đổ ra là bỏng đấy. Trời, không hiểu đây là cái lúc thần thánh gì. Sáng nào bố cũng uống, ông cũng uống. Thơm thế, xin một ngụm. Ông với bố đều bảo trẻ con không được uống. Rõ ràng nhìn béo ngậy thơm như thế này mà không cho uống chứ. À, người lớn á, toàn những cái ngon để cho mình uống thôi, không cho trẻ con gì cả. Thơm thế, mình phải uống thử mới được. Hôm nay á, ông với bố mẹ không ăn nhà, mình phải tranh thử uống thử. Biết đâu ngon, lần sau mình phải đợi uống mới được. Cái này chắc là ngon lắm. Đắng quá, từ từ. Wow. Sao sao? Làm gì đấy? Ngồi đây, ngồi đây. Ôi, chị có chuyện này hay lắm. Ngồi đây, chị kể cho nghe. Ngồi xuống, ngồi hẳn đây. Ngồi hẳn xuống đây. Này nhá, đây là một cái loại thức uống. Sáng nào bố chị cũng uống, ông chị cũng uống. Nhưng nhất định không cho chị uống. Đây là cà phê đấy. Chị có biết không? Làm sao? Cà phê là không tốt cho trẻ con đâu. Sao em cũng nói thế? Bố chị cũng bảo thế, ông chị cũng bảo thế. Nhưng mà thơm lắm. Ngủ đây. Không tốt này. Nhưng mà trẻ con mình cũng giống người lớn mà. Mình chỉ là bé hơn người lớn thôi, chứ có phải là mình không giống người đâu. Bé hơn à? Không được uống. Nếu mà như thế mình sẽ bị mất ngủ. Nếu mà mình đi học thì mình sẽ không kịp giờ học đâu. Nhưng mà nhá, chị thấy bố chị uống ở tối vẫn gáy lắm. Đấy là người lớn thì cũng tạm tạm. Trẻ con á, không nên uống. Trẻ con uống cái gì? Cái này thơm như thế này mà. Đây. Em có cái gì cho chị đấy? Trẻ con chỉ nên uống phút ti thôi. Uống sữa thôi à? Đúng rồi. Uống sữa này làm gì? Uống sữa này thông minh, học giỏi. Cà phê á, tốt lắm. Nên là em bảo chị rồi, không được uống cà phê. Thế à? Thôi, em chọc sữa cho chị uống nha. Mình vẫn phải thử nào. Không ngon tí nào luôn đấy, đúng rồi. Đắng lắm. Ôi, em nói đúng ấy, cà phê đắng lắm. Thế mà tại sao bố chị với ông chị ngày nào cũng uống cũng khen ngon là trời. Đưa đây, đưa đây. Ui giời, đúng rồi, chúng ta chỉ nên uống sữa thôi. Đúng rồi, sữa nhá, vừa ngọt vừa ngon. Đưa chị đâm cho. Cái cà phê này á, đắng ngắt luôn. Thế mà ngày nào cũng thấy nhâm nhi ngày nào uống. Đi ra quán cà phê, đi ra quán chơi cũng uống, ở nhà cũng uống. Đắng ơi, em uống thử không? Hả? Em biết rồi đúng không? Đắng lắm, đừng uống cái này. Đúng rồi đấy, trẻ con không nên uống cái này. Trẻ con chỉ nên uống sữa. Sữa ngon đấy. Ngon quá. Thế là mình sặc. Một cái. Đi chơi đi. Không uống được, tôi này đừng uống cái này. Hôm nay bố mẹ chị đi ăn cưới hết rồi, cả ông nữa. Bây giờ hôm nay mẹ chị cho tiền, chúng mình đi ra kia mua bánh ăn đi. Mua hamburger ăn nhá. Đi. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại.